Vâng, đây là cái đuôi của biển hồ đấy thưa các bạn. Đây là đằng sau khu biển hồ. Người dân ở đây là câu cá rồi thả rọ tôm và du lịch. Chỗ này rất mát. Vâng, nước rất trong xanh. Các bạn nhìn khung cảnh ở đây rất đẹp thưa các bạn. Một hồ nước mênh mông chạy dài tít tắp, trên là những rừng thông vi vu rất đẹp, rất tuyệt vời. Phía xa xa mãi ngoài kia là cái đồi tháp. Vâng, khung cảnh ở đây thật êm đềm, rất mát mẻ thưa các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Sóng nước rất lăn tăn dịu dàng, nước trong xanh. Thưa thớt có người đến đây câu và ngắm cảnh. Phía sau tới đây là một rừng thông. Khá lý tưởng. Vâng, đây có một cái gõ thưa các bạn.
Đây là hiện tượng kéo vó. Vâng, biển hồ mênh mông rất xinh. Sóng vỗ rì rào nhẹ nhẹ. Cạnh đây là một con thuyền. Vâng, tôi và các bạn đưa ngắm biển hồ. Quay cái cảnh đẹp này thôi. Có đồng ý không? Đồng ý thì cho tay nhé. Đây là một bác đương nghỉ ở trên một đồi thông, ngắm cảnh, vừa ngắm cảnh vừa coi như là uống rượu nhâm nhi. Rất mát và rất đẹp. Sau những ngày lao động mệt nhọc ra đây nghỉ mát thì thật tuyệt vời. Cảm ơn bạn, cảm ơn bác. Vâng, đây mát như Đà Lạt thưa các bạn. Quang cảnh này rất tuyệt vời. Tôi và các bạn đang ngắm ở trên rừng thông. Vâng, khu này rất mát và rất đẹp thưa các bạn. Các bạn nhìn những cây thông này rất lớn, rất đồ sộ. Quá đẹp luôn ạ. Vâng, tôi và các bạn vừa ngắm xong khu rừng thông gọi là Đà Lạt 2. Xin thân ái chào các bạn.